Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi. Hôm nay về được ít đài cassette nữa các bạn nhé, lại lên được về được ít đài cassette nữa này. Thì các bạn nào quan tâm mã nào, sản phẩm nào thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 các bạn nhé. Và những sản phẩm về bên cái đài cassette này thì nó là hàng nội địa Nhật và hàng của đồ xưa các bạn nhé. Thì các bác nào mà dùng để về để làm nghe nhạc này, nghe băng dây này, hay là FM này, đấy, rồi có thể là các bác để làm decor này, đấy, trưng bày đấy, thì đều được các bác nhá, đều ok hết. Tại vì cái này nó là có niên đại của nó rất là cao, và những cái thời của nó là thời của ngày xưa, thời chiến tranh ngày xưa cũng có thể là có luôn đấy, tại vì nó rất là cái đời nó rất là lâu đấy. Thì các bác nhá, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ cho em số điện thoại 0818132198 này. Bước vào xem video, các bác cảm thấy hay thì ủng hộ em cũng một nút like, một đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhá. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ cho em. Cái con mã đầu tiên là con đây em xíu. Cái mã đầu tiên là mã con một con đài cassette này. Một con đài cassette, con này thì nó hiệu của nó là hiệu cái gì Nick cái gì này. Đó. Em cũng thấy nó là cái gì mà nó ra cassette. Con này niên đại của nó cũng là sâu đấy các bác nhá. Đấy. Con này thì dùng pin các bác nhá, con này dùng pin này và có cả dây nguồn nhá. Cái này thì em chỗ em làm nó không có không kéo dây nguồn ra được thì em dùng pin cho các bác để nó tiện hơn. Đấy, còn là cái điện đài thì em test dây điện rồi thì nó ok, nhưng mà điện 100 các bác nhá. Đấy, con này sử dụng nó đi 1 2 3 4 5 6 của pin đại nhá các bác nhá, 6 của pin đại. Đó. Thì giờ em sẽ vào test cái phần cassette cho các bạn. Đấy, phần cassette nhá, con này thì cassette của nó đây, phần đây là phần em nói mà pin nó lại không lên nữa. Đấy. Con này gạt ở chế độ này nhá, thì là các bác sẽ dùng cho em là cái radio này. Đấy, còn gạt ở đây là các bác dùng băng này. Đấy. Cái quay băng dây nhé, nó ok nhé. Đó. Đó, đây là cái phần băng dây. Đấy. Cái này là em thâu, gọi là em thâu chơi thôi, thâu bằng điện thoại thôi. Cái này thì em sẽ mở cái này thành cho các bác cái này. Đó, cái băng của người ta thâu ấy, nó rất là ấm tiếng luôn. Em thâu là em thâu về vấn đề là của điện thoại sang. Cái này nó nghe nó tiếng nó không có bát chét, nó sẽ rất là sôi. Đó, đấy là phần về băng nhé. Còn em sẽ chuyển qua vấn đề về phần radio này. Tai nạn lao động và nghề nghiệp 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5%, trong đó thì đào hoàng nhá, anten nó tầm có 1 mét thôi nhá, đóng 3%, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là 2%, trong đó người lao động đóng 1%, đơn vị. Dương Sư Phá Cổ à, tôi dùng số hoàng tây thì nhất định phải đi làm hoàng hậu. Đấy, chỗ này bên cái này này để bác chỉnh ra cái dò sóng này. Đấy. Dò sóng ở đây nhá. Đó. Cái này là ấy. Này là FM này. Đấy. FM dưới này. Đấy. Đấy, cái này là để dò sóng, cái này sóng FM với lại AM với cái gì lên này. Các bật lên lên này. Chỗ này thì ở đây có một cái lẫy lên, nó gãy rồi nhá, nó gãy cái lẫy ở đây này, có một lẫy gãy. Chuyển một số nội dung phản ánh của bạn nghe đài từ các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết. Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chiếu cao của cái bản án phúc thẩm hình sự số 07 năm 2011 ngày 12 tháng 1 năm 2011 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đấy, con này chiều ngang của nó là đi
được 30 đây nguyên cái này được 35 năm. À, còn ra tay cái tay nắm để dò sóng này thì nó được 38 cm. Đó. Con này các bác lên mã cho em nhé. Đấy, các bác lên mã cho em là mã số 427. Con mã 427 này. Đó. Con mã 427. S427 con này vừa đến các bác là đi 1 triệu con nhá. 1 triệu cho các bác về sử dụng vừa đề co vừa sử dụng nó này. Đấy. Băng dây vẫn sử dụng được và cassette cũng sử dụng được luôn nhé con nhá. Đấy, con này còn tương đối là ok. Đấy. Nhưng mà nó chỉ có mỗi bị mất cái nút gạt cái này thôi, thì các bác thò tay vào đây gạt cho em đây, nút gạt đây đó. Rồi bác quan tâm lên mã cho em 427, mã 427 1 triệu nhá. Đó, cái mã vừa rồi đó là mã 427 1 triệu này. Con này thì nó sẽ có là đi 5 cục pin đại thôi nhé các bác nhé, 5 cục pin đại. Đấy, các bác về bác sử dụng thì mua 5 cục pin đại cho bạn. Đấy, em sẽ gửi dây nguồn cho các bác thôi. Đó. Rồi tiếp đến một con cổ nữa nhé. Đấy, con này con cũng rất là cổ luôn. Nhưng mà con này thì điện của nó là DC bao nhiêu vôn. Con này thì em cho pin vào nhưng mà không thấy có tín hiệu. Đó, cho pin vào không thấy tín hiệu gì, không thấy điện vào, và cái đầu DC này thì em không có, đầu tròn đầu dắt này thì em không có. Đó, cái này thì bán mù này, cái này bán mù, các bác về xử lý thế nào xử lý nhé, hoặc là các bác đề co cũng được. Đấy, con này xử lý cho để làm đề co cho bác, các bác này lên mã cho là mã 428 nhé. Đấy, con mã 428 này. Con mã 428 con này thì em đã cho pin nhưng mà không có tín hiệu. Đấy, dây nguồn thì không có, dây nguồn của nó là nguồn DC. Đấy, DC 5V. Đấy, con này lên mã cho em là mã 428 này. S428 nhá. Con này gửi đến các bác đi, các bác làm decor nhá, về rồi sử dụng này decor này. Đấy, 500.000 này. 500.000 cho con Sony. Con Sony cũng tuổi đời cũng rất là sâu luôn con nhá. Đấy, có cả để chỗ để quẹt Zippo hay là cái gì này. Đấy. Đấy con nhá. Đấy, một con radio Sony mã 428 500.000, con này bán mù, không có điện, không có rắc để cắm này. Rồi tiếp đến một con Aiwa, con này Aiwa này con đấy, con này thì cũng con này mất cái anten rồi, con này mất anten rồi nhá. Pin của nó nằm đây. Con này thì dùng có đi 4 cục pin chung. Chung với đạn cái này pin chung rồi. Đấy, thì tiếp lên một con này là con Aiwa. Con Aiwa con này thì nó dùng là 4 cục pin chung các bác nhá. Đấy, cái này thì dò sóng đây. À, con này sóng, cái này là cái này mất cái vặn nút vặn này rồi. Đấy, nút vặn này mất rồi, em thử em vặn bằng cái này thì nó vẫn có thấy sóng các bác nhá, vẫn chạy bình thường. Đấy, cái này thì các bác về xử lý phần chỗ vặn này nhá. Đấy, phần chỗ vặn này. Đấy, nó sẽ cái đấy nó vặn nó không có chỗ, không có cái vặn nữa rồi. Còn em test vặn thử là nó này em sẽ dò sóng vặn cái này nhá. Nó mất cái anten này. Đấy, mất cái anten này.
đấy, còn mất anten nhé, mất anten, nhưng mà phần phần băng nhé, em sẽ mở cái phần băng. Nó chưa cho băng. Con này phần băng này không thấy nó chạy được các bạn nhé, phần băng này không thấy chạy này. Phần băng không thấy chạy. Đấy, các bác cái này về các bác làm đề co nhé. Con này thì vừa mất anten, vừa là phần băng không thấy chạy này. Đấy, nó chỉ nhích nhích thôi, nó chỉ nhích nhích chứ nó không chạy được đấy, nó chạy. Đấy. Đấy, thì các bác nào về nghiên cứu xử lý đi sửa hay là các bác làm đề co cho em nhé, để trưng bày. Con này lên mã cho em là mã số 429 này. Đấy, con 429 các bác nhé. Một con cassette mã 429 hiệu Iowa. Con S429 con này băng phần cassette không chạy này. Đấy, rồi cái anten mất này. Rồi cái phần này cũng phần chỉnh để dò sóng này là cũng bị mất luôn. Đấy, con này em gửi đến các bác 500.000 để các bác để trưng bày thôi nhá các bác nhá. Đấy, hàng đồ cổ các bạn, hàng đồ cổ, hàng trưng bày. Con niên đại cũng rất sâu các bác. Đấy. Đấy, các bác lấy mã cho em nhá. Dùng 4 quả pin chung. Con này dùng 4 pin chung này. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em. Làm cái phần đài này nó hơi xích xác các bạn, hơi lâu. 429 500.000 các bạn nhé. Rồi sang một con Iowa này nó có một loa nhé, không mà có nhé, mã băng nhé, một loa này. Đấy, con này sử dụng là đi con này cũng dùng bên chung này. Cũng một quả này, hai này, ba, thế là bốn, cũng bốn quả con nhé. Bốn quả bên chung. Đấy, dây nguồn của nó là dây vuông nhé. Con này cũng mất anten này. Con này mất anten luôn. Sóng con này thì đi đây là đi chỗ này, đây mặt đây. Em đã cố gắng bao nhiêu lần rồi. Đấy, giờ sóng đây. Em phải đi, chị Rosalyn ạ. Chị không thấy thế sao? Đi ngược lại với oxy-set sáng suốt của mình, Rosalyn quyết định nói thật. Có. Các kênh ở đây. FM, AM. Đấy, nó, cái này chỉnh kênh lắm thứ lắm nút lắm các bạn nhé. Nó là nút nguồn. Nút nguồn các bạn nhé. Còn phần đài đi, em bật cái phần đài, phần cassette nó băng dây này. Này, này đây mở băng. Còn lại. Thế điện vào. Đó, thì con này thì phần nhạc nó được, nhưng mà phần băng là nó cứ chạy được cái xíu nó lại thôi nhá các bạn nhá. Đây này, cái bánh này xe nó chỉ lăn được, em không cho băng vào là nó chỉ nó quay như này thôi, còn là cho băng vào nó đứng. Nếu mà không cho băng vào thì nó quay này, nó vẫn quay bình thường, nhưng cho băng vào nó lại đứng lại nhá. Thì con này các bác về xử lý thì phần dây cu loa này, đó, nó chỉ quay được tí lại rồi. Các bác nào quan tâm mã này lên mã cho em này. Lên mã cho em là mã số 430 nhé. Con mã 430 là con Iowa. Đấy, con Iowa.
mã 430 này. S430. Con này để gửi đến các bác là đi về xử lý phần ấy cho em nhá. Xử lý cái phần dây cu loa với lại cái anten cho em này. Con này lên mã cho là 430 thì nó bắt là 480.000. Đấy, 480.000 cho mã 430. Đấy. Sử dụng cho các bác là đi 4 cục pin chung. Đấy, cái này các bác về FM vẫn chơi được. Vẫn chơi FM được. Có phần băng dây thì nó trục trặc ở cái dây cu loa thôi. Con 431 này, một con Panasonic màu đen, là màu xanh thủ long. Đấy, con này sử dụng là đi con này sử dụng là pin đại nhé. FM nhá. Đấy, xử lý phần FM này. Đừng. Cái này là chỉnh FM ở đâu? À đây đây. Đấy, FM này em đây. Bật lên FM này. Động và tình hình giao thông cũng đang trở nên khó khăn hơn. Tên đầy đủ nhá. Từ Huỳnh Thúc Kháng Nguyên Hồng. Mưa lớn khiến cho đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn qua đây. Giúp chia sẻ với những bạn giao thông. Đó là quan tâm lên mã nha. Này thì sáng trước các bác về dò thắng là nó ok hết. Dạ ok. Phần FM đã test xong. Đấy, ok, em sẽ chuyển sang phần Đấy, rất là lắm ấy luôn. Em chuyển qua phần phần băng nhạc nhá. Băng dây này. Con này là sử dụng ok hết này. Con này lên mã cho em là mã số 341 nhá. À 431 nhá. Đây, mã 431 này. Mã 431 một con Pana màu xanh cửu long. Đó. Con mã 431. Con S431 đi nhá. Cái mã này mã S đi nhá. Là gửi đến các bác là 600.000 này. Đấy, 600.000 cho mã 431. Con này hoạt động bình thường. Đấy, hoạt động bình thường. Sử dụng là pin 4 quả pin đại thôi nhá, 4 quả pin đại. Cái này pin thì bác về bác mua pin cho vào nhá, còn em gửi dây nguồn đi cho các bác thôi. Đấy, gửi dây nguồn đi cho các bác để các bác cắm điện. Còn các bác nào mà muốn mua pin thì cứ báo nha. Rồi một con Aiwa hai loa nữa này. Đấy, Aiwa hai cửa loa. Con này thì sử dụng nó đi 6 quả pin chung cơ. Đấy, 6 quả pin chung. Hai quả nữa. Anten thì vẫn có nhé. Chuẩn bị theo thông định tại sao cả ba người năm. Đây là phần FM này. Chuẩn
phận dạy trái môn. Những người có trình độ không đủ chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nhà trường phải bồi dưỡng thêm. Nhân thực trạng, nhiều trường hợp giáo viên hợp đồng sau khi được nhà trường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn vững vàng thì bỏ việc chuyển công tác, khiến trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên, khó khăn trong việc hoặc hộp thư điện tử bên địa sinh thái vov@gmail.com. Đó, cái này thì phần FM là như vậy nhé. Em chuyển qua phần AM, phần nhạc nhé. Em chuyển qua phần nhạc này. Được. Quay băng rồi, băng quay rồi mà không thấy có nhạc, nó nằm ở đâu, ở cái vị trí nào? Em cũng chưa thấy cái chỗ nào để bật băng hay là nó ở cái nút nào nữa, đây có mấy nút thôi. Không thấy, không lên lên FM thôi, còn là loa không thấy anh. Băng thì vẫn quay nhé, băng nhé, băng vẫn quay mà không thấy phát nhạc. Chắc là công tắc này. Rồi, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em, con này là mã số 432, con S432 này. Đó. Băng thì vẫn chạy, băng dây vẫn chạy, FM thì vẫn được, nhưng mà có mỗi cái tiếng của cái tiếng của cái băng này thì không thấy lên, hay là do là băng nó bị làm sao? Đợi em xíu xem, em thử bỏ băng khác xem. Cũng không được rồi. Không được. Vẫn không thấy nó phát nhạc đâu. Quay bằng dây thì vẫn chạy. 432. S432, con này gửi đến các bạn đi. Các về nghe FM nhé. 500.000 cho mã S432, 500.000, hai loa. Hai loa sử dụng là đi sử dụng đi 6 của Vinh Trung nhà nhá. 6 của Vinh Trung. Không biết nó ở cái nào nó không chạy. Đấy, các bác về có thể làm trang trí để co này cũng hay gì cũng được. Lên mã ra mã 432, 500.000 nhé. Con 433 này, con này của nó sử dụng là đi 4 cục pin chung. 4 cục pin chung các bác nhé. À, với 4 cục pin đại này. Con này thì nó bị cái nắp pin là mất nắp pin rồi nhé. Mất nắp pin rồi. Cái này thì em đậy cái nắp pin này vào đây để cho nó khỏi rơi thôi. Cái nắp pin này không phải của nó các bạn. Này không phải của nó. Đó. Tại Lương Phúc là 7m12. Con này có cả chỗ để mic này, à, chỗ để mic này. Lục Phương là 6m51 trên báo động 1. Tại Đắc Cầu phần, băng là 1m29 ở mức báo động 1 và còn có khả năng tiếp tục lên.
để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố vừa nêu chỉ đạo băng đĩa không chạy được nhé. Khẩn trương băng đĩa không chạy việc triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu theo phương án ok luôn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Từ đêm 22 tháng 8 cho đến sáng tại tỉnh Cao Bằng đã có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập úng và một số tuyến giao thông trọng yếu ách tắc nghiêm trọng. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em con này. Con này có cả đèn đây nhé, bật đèn. Bật đèn ở cái chỗ tần sóng. Đấy, cái tần sóng này với cái này có đèn. Đấy, các bạn nhìn có đèn. Đây, mic này. FM AM bật đây nhé các bạn nhé. Đó. Đây là hàng rất là cổ luôn các bạn. Con này lên mã cho em là mã số 433. Tối qua nước sông Hiến tại thành phố Cao Bằng cũng dâng cao và đến sáng nay nhiều nhà dân ven sông. Yes, 433 nhá. Con này gửi đến con là đi con này phần băng đang không hoạt động tí nào là không hoạt động này, không thích quay này. Đấy. Con này 900.000 thôi nhá. Đấy. 453 900.000. Vâng, về làm đề co ok luôn. Trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7. Thung lũng bom bê địa bàn. Rồi lên một con quay đĩa nhé. Con này có cả FM, có cả đĩa này, cả cassette này. Đấy. Đây con này phần đĩa em để trong này rồi nhá. Giờ đầu tiên em sẽ mở đĩa cho bác này. À, mở đĩa pin em bỏ rồi. Mở đĩa là em mở đây CD. CD phần CD đây là nó có play này. Phần đĩa nhá, còn phần về phần băng này, phần băng này em sẽ mở phần băng này. Lần lượt để mở cho các bác xem nhé. Hàng này hàng Sony các bác nhé, hàng Sony này. Cái này đấy là đĩa này, băng này. Giờ em mở sang chế độ FM nhé. Chế độ FM ở đây. Đây FM đây. Đấy, để em dò sóng. Đấy, nó chế độ sóng số 1 này. Đó, giờ em dò này. Em dò thì bác bấm cho em cái nút cộng trừ này nhé. Bác cứ để đây. Đấy, khi nào bắt được sóng là nó tự ngắt. Là nó tự là nó phát luôn. Anten thiết con này đầy đủ này. Đấy, dùng 6 cục pin chung nhé. Anten đầy đủ cho bác luôn nhé. Đó, ok luôn. Tập do bùn, rác, đất đá, che gỗ trôi bình, chắn được sóng cửa hang. Nó lên thôi. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, lượng mưa lớn, lưu lượng nước chảy về bom bay sẽ dâng cao vượt sức chứa. Không nghe cái kênh này thì các bác lại bấm cho em cái dấu cộng này là nó lại tự phát nhé. Nó lại tự phát đi. Việc triển khai các phương án xử lý thoát nước khu vực ngập úng bom bay hiện nay là rất cấp thiết. Đấy, con này là hoàn thiện hết luôn nhé, hoàn thiện đầy đủ luôn, kể cả FM đài đĩa rồi ấy là có hết nhé, có đài băng quay dây rồi đài đĩa rồi CD ấy, dòng CD ấy. Đấy là có đầy đủ hết. Các bác nào quan tâm lên mã cho em là mã số 434. Con mã 434 này. Con hiệu Sony các bác nhá, 434. Chết. Em viết ra đây dưới như này, tí em phải lau đi. S434, con này gửi đến các bác là đi 1 triệu các bác nhá. Đấy. 1 triệu cho con S434 các bác con Sony này. Đấy.
lau cái chỗ này đi rồi. Nó dính đây rồi. Tí em sẽ lau đi, không sao đâu. Đĩa thì để trong này nhé. Đây cái này thì em chỉ có cái đĩa, cái bằng này thôi. Các bác nào mà có như về mua đăng đĩa cho vào à, lại nghe bình thường thôi. Sony thôi nhé. Rồi tiếp tục lên một con này là con đồng hồ cây. Đồng hồ cây con hiệu Zolen nhé. Cái Zolen là Zolen gì này. Con này cost 30 ngày. Đấy, con này cost 30 ngày. Con này thì nó chiều cao của nó là đi... con này nó cao để nó hơi chênh vênh các bạn, để hơi chênh vênh, nó lắc nó hơi chênh vênh. Em để em đo cho các bác nhé. Con này được 86 cm các bạn nhé, cao là 86 cm và chiều ngang này của nó 31 cm. Chất liệu con này thì bằng gỗ thịt 100% nhé. Con này là bằng gỗ gì nặng lắm các bạn, con này rất là nặng luôn. Đấy, còn zin nguyên đét luôn, chưa có chảy xước và cái gì cả. Đấy, đánh không vòng. Chơi không vòng con nhé. Đấy đây này. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Con này nó bằng gỗ sao ấy các bạn. Con này bằng gỗ này. Gỗ gỗ. Đấy. Cót của nó được 31 ngày. Con này bằng gỗ gỗ các bạn nhé. Chính thức nó bằng gỗ luôn đấy. Cái này đúng bằng gỗ luôn. Đấy, nó đi đánh vắc ly cho nên là nó để nó lên cái màu này, chứ nếu mà để vụ không của nó thì nó sẽ xuống màu đen. Đấy, con này cũng chính xác luôn. Con này các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã đồng hồ này, là cái mã số lên là 435 các bác nhé. Mã S435 này, S435 con này mình lấy bằng 2.800.000 nhé, 2.800.000 cho mã S435. Đấy, em sẽ được xin phép cho lên tại nó cao quá. Đấy, rồi tiếp tục lên một con chân dài nữa này. Đấy, con này thì con này thì hiệu của nó là Isoka, con này Isoka, Aikosa chứ. Con này các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 436 các bác nhé, mã 436 này. Con này thì nó có chiều cao của nó là đi để đặt xuống đây có lắc này không lắc. Con mã 436, con này tổng chiều cao của nó được 70 cm và chiều ngang này của nó là 31. Đấy, con này lên mã cho em là mã số 436 nhé, S436. Con này cũng bắt đầu 1.600.000, 1.600.000 cho mã 431. Con này tiếng chuông của nó như vậy. Con này hết có hết cót sao các bạn. Trời ơi, chắc hết con rồi. Đó, hết con. Con này thì mặt số nó hơi nhòe các bạn nhé, mặt số nó hơi bạc. Đến từ thương hiệu của Aikosa, Made in Japan các bạn nhé. 30 phút thì điểm một chung và tròn giò thì đánh đủ này. Đấy, tròn giò thì đánh đủ. Con này thì kính của nó kính trong suốt luôn. Đấy, tiếng chuông của nó cũng là rất là ấm luôn. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho S436, 1.600.000 này. Rồi bác quan tâm lên mã 436, 1.600.000 nhé. Rồi một con 437 là một con đánh công vòng, con hiệu của nó là James S Tokyo Japan. Con này các bác quan tâm thì lên mã chưa? Con này nó có chiều cao của nó là được đi 55 cm.
và chiều ngang này của nó được 25 cm, mặt kính của nó được có 14 cm 5, còn 14 cm 5 các bác nhé. Đấy, được 14 cm 5. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em, quan tâm lên mã cho em là mã số 437, con S 437. Con này thì nó bị hơi bị xước cái này tí này. Đấy. Nó đốm đốm ấy cho tí cho tí cho em thôi. Nó xước tí ra thôi. Đấy. Tiếng chuông của nó như này. Đấy, anh gông vòng rất là êm luôn. Con này đang có cái nút test nhé. Bây giờ em tôi bấm test này. Chứng tỏ bây giờ là 7 giờ nhưng mà nó đánh đang sai giờ thì bác lại test cho em. Bao giờ nó đủ về đến số 7 giờ thì bác ngừng. Đó, cái đấy là cái que test này thôi, chứ không thành vấn đề. Đấy, các bác nào quan tâm thì lên mã cho em mã 437 này nhá. 437. Em gửi đến có là 1.300.000. 1.300.000 cho mã 437 này. Đấy, bác quan tâm lên mã cho em 437, 1.300.000. Con 438 này. Con 438 này thì con Senko các bác nhá. Con Senko con này có lịch này. Đấy, con này có lịch, cốt 30 ngày. Đó. Chuông thì nó đánh hơi nhẹ tí con Senko này. Đó, nhưng mà tiếng chuông nó rất là vang. Các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số 438. Con 438 này thì có chiều cao của nó là được đi 43 cm và chiều ngang này của nó là 26. Mặt kính này của nó 20 cm là mặt kính mo các bác nhé. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em 438 này. S438 con này gửi đến có là 1.200.000 này. Đấy, 1.200.000 tại vì con này nó hơi bị hai bên góc này nó chảy cái phần mic phần fork đi nhá. 438 1.200.000. Các bác quan tâm lên mã cho 438 1.200.000. Rồi con 439 là một con này con lục giác à con bát giác nhé. Đấy, con bát giác con này thì cũng hơi là cổ đấy các bác nhé, hơi là cổ luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn là hơi cổ luôn. Đấy, mặt số của nó là rất là cổ luôn. Đấy, con này đi, tiếng chuông của nó này. Con này 30 phút không điểm chuông. Tròn giờ mới đánh. Đó. Tròn giờ mới đánh nha các bác nhá. Quả lắc của nó đây. Đấy, tay cốt quả lắc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đánh vòng vòng. Đấy, quả lắc vàng chóe luôn. Đấy, con này các bác lên mã xem là mã 439, có chiều cao của nó là đi 48 cm và bát giác của nó là đi 31 cm. Đấy, mặt kính này của nó 20 cm, lòng trong 20 cm các bác nhá. Đấy, còn tổng của nó 22. Rồi các bác quan tâm thì lên mã xem là mã số 439 này, con S439 con này gửi được bác là 1.000.000 nhá. Đấy, 1.000.000 cho 439 này. Rồi các bác quan tâm lên mã cho 439 1.000.000. Rồi con 140 à con 440. Con 440 là một con quay tốc. Đấy, con quay tốc nhá. Quay tốc con này thì chất liệu của nó bằng gỗ thịt tất đấy các bác nhá. Bằng gỗ thịt luôn. Đấy. Con này chiều cao tổng chiều cao được 41 cm và chiều ngang này của nó là đi 26 cm. Mặt kính này là 20 cm mặt kính phẳng các bác nhá. Dưới này thì nó kính mài ba khớp các bác nhá, kính mài ba khớp này. Đấy. Con này cũng đánh gông vòng luôn. Tay cốt của nó đầy đủ luôn. Tay cốt của nó là bằng đồng mà quả đọc quả lắc này cũng đồng bằng đồng luôn. Đó. Con này thì 30 phút để có điểm chuông luôn này. Đó. Con này là 1 giờ nhưng bây giờ đang ở chế độ lật vào que test nhé. Đấy, thì nó sẽ đánh là rất là sai giờ nhưng bây giờ mình sẽ test là đến 1 giờ. Đó. Cái này thì các bác đơn giản các bác sẽ hiểu rồi, cái này thì không phải nói nhiều tại vì cái vấn đề này thì em nói vẫn nói trên video rồi.
là cái vấn đề những hàng mà nó đánh không vòng và nó có que test này thì nó sẽ đánh sai giờ. Đấy, trừ đi khi em động vào này, em động một cái là nó sẽ sai rồi. Đến lúc mà em gửi đi cho các bác là em sẽ chèn giấy, chèn ni lông vào đây thì nó sẽ động vào đây là nó sẽ bị sai giờ đi. Thì khi mà về các bác treo lên dùng thì các bác sẽ test giờ cho em, sẽ test giờ. Đấy, đến 1 giờ rồi đấy. Đấy, đến 1 giờ đấy là đúng rồi đấy. Nhưng mà đến lúc mà em gửi đi thì nó sẽ là sai nhé các bác nhé. Tại vì nó sẽ động vào đây nó sẽ bị sai giờ đi. Đó, thì con này thì bác lên mã cho em là mã 439. Con S439, con này gửi đến các bác là 1.200.000, 1.200.000 cho mã 439 này. Đấy, con quanh tóc. À đó, con 440 chứ, con này 440. Em nhầm, con này là 440, nãy 439 rồi, là 439 nữa thì lại 2 mã 439. Con 439 đấy là 1 triệu. Còn bây giờ là mã này là mã 440. 440 các bác nhá. Đấy, em đính chính lại tí không này, các bác lại bảo là hai mã xem cái mã 41 triệu. Đấy, mã 440 này. Rồi chuyển sang mã con 441. Con mã 441 này là một con mặt vuông này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mặt vuông thì vào đây nhá và xem này. Tại vì có nhiều bác cứ hỏi là có con mặt vuông nào không. Đấy, thì hôm nay lại về được một con mặt vuông. Một con mặt vuông đánh công vòng. Đấy, nhìn rất nhỏ xinh xinh này. Đấy các bác này. Nhỏ xinh xinh rất hay luôn. Đấy. Đấy. Đấy, xin trả cho tôi về với bác nào mà thích cái mặt vuông này nhé. Đấy, nhiều bác hỏi thích mặt vuông lắm này. Trên này là có cái mặt của cái ông thần nào đây, hay bà thần nào đây này. Đấy. Cái này không biết bằng đồng hay bằng gỗ mà người ta khắc được cái mặt này là đẹp lắm này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đây này, trên này có cái mặt này rất đẹp này. Đó. Không biết bằng đồng hay bằng gỗ em không biết, nhưng mà có cái mặt này người ta khắc vào đây là đẹp lắm đấy các bác nhé. Đó. Đó, bác nào mà quan tâm cái mã này thì lên mã cho em nhé. Đấy, gông gấp đánh om sòm luôn này. Đấy, gông vòng. À, con này 30 phút rồi không đánh rồi nhé. Đấy, các bác nghe tiếng chuông chưa? Đấy, nghe tiếng chuông nghe rất là vang luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì lên mã cho em mã 441. Tổng chiều cao con này được 41cm và chiều ngang này được 22.5cm. Mặt kính của mặt vuông này được 15cm. Đấy. Em lên mã cho em là 441. S441. Con này gửi đến có là 1.250.000 coi nhá. 1.250.000 cho mã 441 này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em. Con Senkosa mã 441, 1.250.000. Con 442, con mã 442 là một con này nó có cái mác ở đây nhưng mà nó bong rồi sao này. Đấy, nó bong rồi, nó dính rồi. Đấy. Lắc thì rất là mạnh luôn. Con này có lịch nằm đây nhá, lịch nằm đây. Đấy, tiếng chuông nó kinh kang đánh ngay hai con đầu đỏ này. Đấy, rồi các bác quan tâm mình lên mã cho. Con này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ. À, mặt trước của nó thì có phóc và bị chảy xước phóc này. Đấy, chảy xước phóc nhá. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã số 442. Con này chiều cao của nó 42cm và chiều ngang này của nó 24cm. Mặt kính này mặt kính mo của nó 18cm. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em S442. Con này gửi đến là 1.200.000. 1.200.000, 1.150.000 nhé. 1.150.000. 1.150.000. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em 1.150.000, tại vì con này nó hơi chảy xước cái phần phóc tí này. Đấy, giảm thanh lý cho bác luôn này. Rồi tiếp tục mã 443. Con mã 443 là một con family. Đấy, con cót 30 ngày các bác nhé. Con này cót 30 ngày này. Con này đánh hai gông đồng đỏ luôn. À, đánh hai gông đồng đỏ. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em con mã số 443. 443, con này có chiều cao của nó là 38cm và chiều ngang này của nó được 23cm. Mặt kính này của nó mặt kính mo luôn 17cm. Đấy, phần phóc của nó đây thì có hơi chóc đi nhé, con hơi chóc này. Đấy, hơi nổ này. Đấy, các bác nhìn này, hơi nổ.
Đấy. Lắc thì rất là mạnh luôn. Nó lên mã cho là mã 443. S443, con này gửi được bắt đầu 1.150.000. 1.150.000 cho mã S443 cót 30 ngày. Đấy. Con này hình thức của nó thì cũng là tương đối ok. Có cái là phần fork thì bao giờ lâu ngày rồi thì nó cũng phải có nổ. Đấy, các bác lưu ý là phần fork thì nó sẽ có nổ con nhé. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho 443, 1.150.000. Rồi một con 444, con này là con Senko. Đấy, con Senko. Con này thì còn rất là ok luôn, còn rất đẹp luôn các bạn. Đấy, rất là mịn màng. Nhưng có mỗi cái phần mặt này này, phần phóc mặt này thì nó cái kiểu nó có phồng phồng nhá. Đấy, nó không bong như nó phồng. Nó không bong như nó cong cong nó phồng lên này. Đấy. Đó. Con này còn rất đẹp luôn các bạn. Rất đẹp luôn. À, rất là ok luôn. Với một con Senko cốt 30 ngày này thì nhìn thì cũng hoành tráng đấy. Con này thì tương đối là đẹp đấy. Nhưng mà có cái là cái fork của nó hơi ấy tí thôi. Con này được 53 cm chiều cao. Và chiều ngang này của nó được 27 cm. Đấy. Mặt kính này mặt kính mo 20 cm. Đấy, các bạn nhìn cái mặt kính nó rất mới luôn. Cái mặt kính và cái mặt số của nó rất mới luôn. Thế này cái phần fork của nó là nó hơi lượn lượn này, nó chóc chóc nó cong cong lên như này này. Đó các bạn nhá. Rồi các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em nhá. Con mã số 444. Đây con này có chuông như này. Đó. Con này thì 30 phút này. À, 30 phút có nhá. 30 phút là có một chuông. À, con này chuông của nó là đến 30 phút nó điểm 2 chuông. 3, 4, 5, 6, 7, 7 giờ 7 tiếng nhá. Và đến 7 rưỡi này. Đó. Con này này nó có cái đặc biệt của nó là 30 phút thì nó lại điểm 2 chuông. Chứ mọi cái nó chỉ có 1 chuông thôi. Đấy, con này thì đặc biệt nó như vậy. Con này lên mã cho nó là 444. Con F444. Con này gửi đến có là 1 triệu. Con này 1 triệu rưỡi con nhé. 1.550.000. Đấy, 1.150.000 cho mã 444 này. Đấy, con này thì đấy em báo rồi nhá. Phần fork nó là không bóc, không chóc nhưng mà nó bị phồng nhá. Nó cong phồng lên này. Đấy, nó không phồng lên. Nhưng nó không chóc ra được, nó không chóc ra được các bạn. Đấy, nó không chóc. Đấy thì các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em. Mã 444, 1.550.000. Rồi chúng qua phần cái bình thủy đun nước này các bạn nhé. Lên mã thanh lý cho bác mấy còn mấy em còn mấy bình thủy thanh lý thanh lý mấy bình thủy đun nước này điện 100. Con này hiệu của nó là hiệu Peacock 2 lít 2. Con này là cái gì Peacock gì này, này là dung tích của nó 2 lít 2. Con này điện đài dây dợ là ok đầy đủ cho bác nhé. Lòng nồi của nó rất là đẹp luôn. Đấy, lòng nồi rất đẹp luôn. Các bác lên mã cho là mã số con mã bình thủy đầu tiên là mã số 445 các anh nhé. Đấy, theo mã đồng hồ luôn các anh nhé, theo mã đồng hồ mã S445. Con S445 này, S445 con này gửi đến các là 350.000, 350.000 cho mã S445. Con này thì rất là đẹp luôn, còn rất đẹp luôn. Đấy, con này thì lên mã con VG này, con này cũng lòng nồi của nó rất đẹp luôn các bạn, lòng nồi của nó rất là ok. Đây cái nắp của nó đây. Đấy. Nắp của nó cái này thì không biết nó còn cái gì nữa không mà nó hơi lỏng. Đấy. Mở ra đây. Đó. Cái này nó lỏng này. À cái này nó còn cái gài đây ra này. Đấy. Lòng nồi thì rất đẹp luôn. Con này lên mã cho em là mã số 446 các anh nhá. 446. Con này thì hiệu của nó là hiệu Venda Best cái gì này. Em nhầm không hiểu về tiếng Anh đâu. Cái này em cứ đại đọc đại đại vậy thôi. Thì nói chung là nó là hàng đun nước điện 100. Đấy. Hàng bãi. Đấy, con này lên mã cho em là mã 446 này. S446 con này gửi đến bắt là 300.000. 300.000 cho mã 446 này các bác nhá. Đó. Mã 446 300.000. Rồi con mã 447. Con mã 447 này. 447 là con đây là đang đây là 352 đấy. Con này có hiệu Zojitsu, lòng nồi của nó rất đẹp luôn.
lòng đồng rất đẹp luôn các bạn, tuyệt vời luôn. Con này lên mã cho em là mã 447 này, con mã 447 các bạn nhé. Con này thì lòng nồi còn đẹp rồi, tuyệt vời luôn. Mã 447 dung tích của nó 2 lít 2, S447 gửi đến các bạn là 400.000, 400.000 cho mã 447 này, 400.000 cho mã 447 các bạn nhé. Rồi 448 này, con 448 các bạn nhé. Con này con 448 này là con hiệu của nó là Jujitsu. Con này lòng nồi thì nó cũng tương đối thôi, không đẹp lắm. Con này rong bị rách rồi. Con này rong rách rồi nhá. Con này lên mã cho em là con mã số 448 này. Con này rong rách các bác về có thể xử lý cái rong này nhá. Có thể xử lý cái rong này. Rồi đến các bác con này đi S448 300.000 các bác nhá. 300.000. 300.000 cho mã 448 này. Không đi đi ạ. Con mã 449 nhá. Con mã 449 là hiệu, con này hiệu là Tiger. Con Tiger này, đây lòng nồi của nó như vậy nhá. Đấy lòng nồi đây. Đó lòng nồi như vậy. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã 449. Con S449 nhá. Đấy. Hiệu Tiger 2 lít 2, S449 này, 350.000 nha các bác nhá. 350.000 cho mã 499 à 449. Này, một con Tiger nữa nhá. Con này cũng dung tích 2 lít 2, con này lòng nồi cũng tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Đấy, lòng nồi và rong riết còn xanh đét luôn. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em là mã 450. Con mã 450 này có dung tích 2 lít 2, hiệu của Tiger. Đấy, lòng nồi của nó tuyệt vời và vỏ của nó là vỏ bằng kim loại các bác nhé, vỏ kim loại. Đấy, còn con 449 là vỏ nhựa đúc nhé. Con S450 con này gửi đến các bác là đi 400.000 cho mã 450. Đấy, rồi các bác nào quan tâm mã nào xin liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 13198. Và trong video mà có những sản phẩm nào mà cần trực tiếp thì cứ liên hệ và kết bạn Zalo với em để em gửi chi tiết cho các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi hết video của em. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn các bác đến video sau. Đấy, thì trong video của em thì có những đồng hồ rồi đài cassette đấy rất là nhiều các bác nhé.